Thầy chào các em, chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng máy tính Casio FX580VNX để chúng ta giải các bài toán trắc nghiệm của chương trình lớp 12, đó là bài toán cực trị của hàm số. Video này thầy sẽ hướng dẫn các em tìm điểm cực trị của hàm số của những bài toán cơ bản để các em tập làm quen trong các cái bài toán trắc nghiệm phải dùng máy tính Casio FX580VNX. Đặc biệt của máy tính Casio FX580VNX là cái chương trình của nó khá mạnh, cho nên chúng ta dùng rất là thuận lợi. Bây giờ chúng ta vào giải các bài tập sau đây. Bài tập thứ nhất, câu 1 là tìm cực đại của hàm số y bằng x nhân với căn bậc 2 của 1 rưỡi bình phương. Tìm cực đại tức là tìm cái giá trị cực đại của hàm số. Thế thì nếu chúng ta dùng phương pháp đầu hàm thì chúng ta vẫn tìm được. Tuy nhiên thầy sẽ hướng dẫn các em dùng máy tính như sau. Trước hết các em nhận xét cái hàm số này xác định trên cái đoạn từ âm 1 đến 1. Cho nên chúng ta chỉ xét cái giá trị trực tiếp của hàm số ở trên cái đoạn từ trừ 1 đến 1. Bây giờ chúng ta bật máy tính lên. Các em quan sát ở màn hình bên trái. Chúng ta về chế độ menu 8. Ở đây là có y, tức là số phức, đang nằm ở chế độ menu 2. Chúng ta trở về chế độ menu 8. Trong chế độ menu 8, chúng ta sẽ nhập hàm số x nhân với căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Khi nhập, các em phải để ý xem thử chúng ta nhập đúng chưa. Sau đó chúng ta nhấn cho bằng, chúng ta chuyển qua bước. Ban đầu thầy chọn âm 1 và kết thúc thầy chọn 1. Chúng ta nhấn cho bằng. Bước chúng ta lấy kết thúc trừ ban đầu, chúng ta chia cho 44, chúng ta nhấn bằng. 2 chia 44 bằng. Như vậy là mỗi bước nhảy 0,04 là khá nhỏ, cho nên chúng ta tìm cực đại của hàm số rất là dễ. Chúng ta nhấn bằng tiếp. Bây giờ chúng ta dò bảng. Chúng ta dò bên hàm số fx giá trị nào lớn nhất ở trên cái đoạn trừ 1,1 này là cực đại của hàm số. Bây giờ chúng ta dò. Các em thấy 0,499 là 0,5 các em. Bây giờ nó giảm xuống, các em thấy không? Các em để ý này. 0,45, 0,47, 0,49, 0,49, 0,49, 0,49, nó xem như vậy. Bây giờ nó giảm dần. 0,43 rồi 0,37 bắt đầu nó giảm các em. Như vậy là hết rồi. Như vậy thì chúng ta cho trong quá trình thì chúng ta thấy là cái giá trị lớn nhất của hàm số ở trên cái đoạn này cũng là giá trị cực đại. Thầy dò lại một tí, 0,49 là 0,5 nữa các. Bắt đầu nó giảm. Như vậy chúng ta thấy rằng là 0,49 tức là 1/2. Vậy chúng ta có thể chọn đáp án đó là 1/2. Vấn đề. Bây giờ chúng ta giải câu 2. Cho hàm số y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ mx cộng 5 với m dương. Với m là tham số, hỏi hàm số trên có nhiều nhất bao nhiêu điểm bậc trị. Thế thì cách làm bài này là chúng ta thử với m bằng 1, bằng 2, bằng 3, vân vân. Và chúng ta lấy đạo hàm của hàm số này. Thì số nghiệm của đạo hàm chính là số cực trị của hàm số. Chúng ta ở chế độ menu 8. Bây giờ chúng ta nhập hàm số. Để nhập hàm số này thì chúng ta nhập đạo hàm bằng cách là shift dấu tích phân này.
chúng ta nhập hàm số là trị tuyệt đối của x mũ 3. Tuyệt đối các em nhân shift ABS x mũ 3. X mũ 3 chúng ta nhấn hai cách, chúng ta nhấn shift x mũ 3 này thế này cho nó nhanh. Chúng ta chuyển ra ngoài. Trừ MX. M thì đóng ngoặc thì thay bằng số 1 là số dương phải yêu cầu bài toán. X cộng với 5. Chúng ta cho x bằng x. Chúng ta nhân bằng. Chúng ta xét trên đoạn từ âm 2 đến 2 cũng được. Hoặc chúng ta có thể chọn trên một đoạn khác. Âm 3 đến 3 đi. Thì nhập âm 3 đến 3. Âm 3. Thì nhân bằng. Dương 3. Chúng ta nhân bằng để xuống bước. Chúng ta lấy 6. Để chia cho 44. Chúng ta nhân bằng. Chúng ta bước. Là được 0,13 cũng khá nhỏ. Chúng ta nhân bằng. Bây giờ các em cho fx. Fx này là đào hàm của hàm số f. Nếu đào hàm đổi dấu thì sẽ có một nghiệm. Và chúng ta đếm cái số lần đổi dấu về để chúng ta kết luận có bao nhiêu nghiệm thì có bấy nhiêu điểm cực trị. Bây giờ các em cho. Vẫn mang dấu âm. Em thấy từ âm quay dương. Từ âm quay dương là dấu đào hàm đổi dấu. Từ âm quay dương có nghĩa là có một cực trị. Chúng ta nhân tiếp. Các em thấy hàm số nó tăng lắm. Như vậy là với M bằng 1 thì chúng ta thấy có một cực trị. Bây giờ chúng ta quay lại. Chúng ta thử với M bằng 5 đi. Chúng ta nhân bằng tiếp. Chúng ta để yên như vậy, chúng ta dò bảng tiếp. Chuyển qua hàm số. Dấu của đào hàm đấy các em. Dấu đào hàm âm. Từ âm chuyển qua dương. Như vậy là y phải có một nghiệm, là có một cực trị. Chúng ta nhân tiếp. Các em thấy giá trị của hàm số được. Y phải bắt đầu tăng rất là nhanh. Như vậy là chúng ta chỉ có một cực trị thôi. Bây giờ để chắc chắn thì thử thêm một giá trị nữa. Thì thử giá trị M này bằng 10. Bằng. Chúng ta để nguyên bảng. Chúng ta dò tiếp. Em thấy Y phải âm. Chúng ta nhấn nhanh. Để khi nào nó chuyển dấu thì chúng ta dừng này, chúng ta dò. Các em thấy từ âm chuyển qua dương. Như vậy là có một cực trị, chúng ta nhân tiếp. Các em thấy giá trị hàm số tiếp tục tăng. Như vậy là kết quả cuối cùng là chúng ta thấy là chỉ có một cực trị thôi. Vậy chúng ta chọn đáp án đó là đáp án A. Sang câu 3. Biết F là một nguyên hàm của F nhỏ. Hỏi đồ thị của hàm số F lớn có bao nhiêu điểm cực trị trong khoảng từ 0 cho đến 2018 pi. Như vậy là bài toán này là các em thấy rằng là người ta hỏi là đồ thị của hàm số f này, mà các em nhớ là f lớn mà lấy đào hàm thì bằng f nhỏ, vì f nhỏ này chính là đào hàm của hàm số. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ xét trên một vòng từ 0 đến 2 pi đầu tiên, sau đó chúng ta tiếp tục xét tiếp ở vòng thứ hai xem thử chúng có bao nhiêu điểm cực trị ở trên các vòng đó, thì chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ biết được cái số điểm cực trị của hàm số này. Như vậy là dùng menu 8 thì chúng ta không lấy đào hàm nữa mà chúng ta nhập hàm số f này chính là đào hàm. Bây giờ thầy dùng menu 8 thì nhập lại hàm số.
chúng ta nhập hàm số F, tức là đầu hàm của F lớn. Chúng ta nhập dạng phân thức. Vì đây là hàm số lượng giác, cho nên trước khi nhập, chúng ta trở về chế độ tính bằng radian. Thầy nhấn vào shift setup túc. Thầy nhập đơn vị góc. Là số 2 này các em này. Thầy nhập chế độ 2 là radian. Như vậy là thầy có chế độ radian chữ R nằm trên này rồi. Tiếp tục. Thầy sẽ nhập hàm số. X cốt x. X nhân về cốt x, cả không, các em không cần đánh dấu nhân. Các em đóng ngoặc. Trừ cho sin x. Em đồng dung ngoặc trên cho x bình phương. Như vậy là chúng ta nhập xong đầu hàm. Bây giờ thầy sẽ xét trong một vòng đầu tiên thì nhân bằng không, thầy quay 1/4 vòng thôi là được, từ 0 đến pi trên 2 trước. Chúng ta nhân bằng, chúng ta nhập pi trên 2. Pi là cái em nhận shift pi đây, chia cho 2. Bước chúng ta nhân bằng, chúng ta lấy pi chia cho 2, chia cho 44, tức là pi chia cho 88. Shift pi chia cho 88. Chúng ta nhân bằng, chúng ta dò số nghiệm của phương trình này. Khi dấu nó đổi, em thấy âm. Âm thì chúng ta cứ nhấn liên tục đi. Khi nó đổi dấu chúng ta quay lại. Như vậy là chắc chắn rằng trong cái khoảng từ 0 đến pi, hoặc là trên cái đoạn này từ 0 đến pi này, nó không có một cái nghiệm nào cả. Tiếp tục chúng ta trở lại, chúng ta nhập từ pi trên 2 cho đến pi. Shift pi chia 2 cho đến pi bằng shift pi. Bước không thay đổi, bởi vì cũng là một cái đoạn có độ dài bằng pi trên 2 mà chia cho 44, cho nên không đổi. Chúng ta nhân bằng tiếp. Chúng ta tiếp tục dò bảng. Chúng ta dò bảng tiếp. Chúng ta chuyển qua F để chúng ta dò. Đang còn âm. Như vậy là trong cái đoạn từ pi trên 2 đến pi không có nghiệm. Chúng ta tiếp tục trở về nhân bằng. Bây giờ chúng ta xét trên đoạn kế tiếp, đó là từ pi cho đến 3 pi trên 2. Pi shift pi bằng 3 pi trên 2. 3 shift pi chia 2. Số bước không đổi, chúng ta nhân bằng luôn để qua bảng. Bây giờ chúng ta dò tiếp. Dấu đầu hàm âm. Các em thấy quay dương được các em này. Như vậy là trong cái đoạn từ pi đến 3 pi 2 có một nghiệm. Như vậy trong vòng đầu tiên thì nó có một nghiệm nằm trong cái đoạn từ pi cho đến 3 pi 2. Bây giờ còn một nửa phần tư, còn 1/4 cung nữa, chúng ta tiếp tục nhân bằng. Chúng ta nhân bằng để chúng ta xét trích cái đoạn từ 3 pi trên 2. 3 pi chia 2 đến 2 pi. Chúng ta nhân bằng 2 shift pi
chúng ta nhân bằng tiếp, bằng tiếp. Chúng ta do dấu đầu hàm dương. Như vậy là dấu đầu hàm trong cái đoạn từ 3pi đến 2 đến 2pi thì không đổi vì không có nghiệm. Bây giờ chúng ta tiếp tục do tiếp. Như vậy thì rõ ràng là trên cái vòng thứ nhất là chỉ có một nghiệm. Bây giờ chúng ta phải do tiếp trên cái vòng thứ hai. Xem thử nó có bao nhiêu nghiệm để chúng ta biết quá trình lặp lại. Thì quay lại. AC. Thì nhân bằng. Thầy sẽ xét trên đoạn từ 2pi cho đến 2pi mà cộng với pi trên 2 tức là 5pi trên 2. Bắt đầu chúng ta chọn 2pi. 2pi mà cộng với pi trên 2 là tiếp tục là 5pi trên 2. 50pi chia 2. Chúng ta nhân bằng. Bằng tiếp. Chúng ta tiếp tục dò. Các em thấy dấu đầu hàm đổi từ dương qua âm. Như vậy trên cái đoạn này sẽ có một nghiệm. Thằng nghe. Vậy thì ở vòng thứ nhất nó có một nghiệm. Vòng thứ hai có một nghiệm lệch với vòng thứ nhất là pi. Bởi vì nó nằm ở cung phần tư thứ ba và cung phần tư thứ nhất. Như vậy là nó lệch. Mình cứ cho là lệch pi đi. Thế thì như vậy thì thầy thấy thế này. Ở vòng thứ nhất nó có một nghiệm. Ở vòng thứ hai là từ 2pi cho đến 4pi nó có hai nghiệm. Thế thì bây giờ chúng ta có thể tìm số vòng của cái đoạn từ 0 đến 2018pi. Trên cái đoạn từ 0 đến 2018pi thì có bao nhiêu vòng? Chúng ta chia 2 ra thì chúng ta được là 1009 vòng. 1009 vòng. Mà vòng thứ nhất chỉ có một nghiệm. Còn vòng thứ hai trở đi là có hai nghiệm. Thì như vậy 2018 pi mà chia cho 2 thì được 1009. Chúng ta tách ra một vòng. Còn 1008 nhân với 2 thì chúng ta được 2016 nghiệm, thì cộng với một nghiệm vòng đầu tiên là 2017. Vậy chúng ta chọn đáp án đó là chính đáp án C. Như vậy là bài này rất phức tạp mà chúng ta cũng làm rất đơn giản. Bây giờ sang câu 4. Cho hàm số y bằng trị tuyệt đối của x cộng 3 cộng với 1 trên x, gọi S là tổng của tất cả các giá trị cực trị của hàm số. Giá trị của S bằng, chúng ta có 4 đáp án. Thì bây giờ thầy sẽ đi tìm cực trị của hàm số bằng cách thầy đi tìm điểm cực trị của hàm số dùng menu 8. Lấy đầu hàm. Từ điểm cực trị, chúng ta tính giá trị cực trị gần đúng để chúng ta cộng lại. Bây giờ thầy bật máy tính. Chúng ta trở lại chế độ menu 8. Chúng ta nhập đầu hàm. Shift. Dấu đầu hàm. Trị tuyệt đối. Shift ABS x cộng 3 cộng với 1 trên x cộng 1. Chúng ta chuyển qua x, tính được tính bằng x, nhập x, nhấn bằng. Bây giờ chúng ta sẽ xét trên một cái đoạn. Chúng ta xét trên cái đoạn khác xem thử như thế nào. Thầy sẽ chọn từ âm 4 đến dương 4. Thầy nhấn AC. Bằng. Thầy chọn từ âm 4 đến dương 4 luôn. Bằng. Dương 4. Bước nhảy là 8 chia 4.
bảng tiếp. Chúng ta tiếp tục dò. Từ âm 4, âm là các em này. Âm chuẩn có dương rồi. Chúng ta có một giá trị cực trì, chúng ta tròn gần với 0,7 là âm 2,9 là tròn bằng âm 3. Như vậy chúng ta lưu ý có một nghiệm bằng âm 3 là điểm cực trì. Chúng ta dò tiếp. Em nhìn tiếp một nghiệm của đạo hàm, đó là âm 2, là hai giá trị. Chúng ta dò tiếp. Một điểm lại tại x bằng 0 được các em này. Các em thấy tại cái điểm này là dấu đạo hàm cũng đổi dấu từ âm sang dương. Nhưng mà tại 0, phải phẩy bằng 0 được các em. Ba điểm cực trì nha các em. Cho tiếp, chắc hết rồi. Như vậy là hết. Như vậy là chúng ta có 3 điểm cực trì. Đó là âm 2, âm 3 gần đúng và 0. Từ đây các em đi tính giá trị cực trì tại những cái điểm đó. Đó là tại điểm âm 3, âm 2 và 0. Thì các em cộng lại thì các em sẽ được cái tổng S. Bây giờ chúng ta trở về chế độ menu 1. Chế độ menu 1 đang còn ở chế độ số thực thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Bây giờ chúng ta nhầm luôn đi. Âm 3 cộng với 3 thì bằng 0. 1 chia cho mà âm 3 cộng với 1 là trừ 1/2. Như vậy chúng ta được giá trị đầu tiên là âm 1/2. Cộng cái giá trị cực trì kế tiếp là tại x bằng âm 2. Âm 2 cộng với 3 mà tuyệt đối thì còn dương 1. Cộng tiếp âm 2 cộng với 1. Âm 2 mà cộng với 1 ở mẫu là âm 1. Mà 1 chia âm 1 là cộng với âm 1. Tức là trừ cho 1 đi. Thôi mình viết lỡ rồi, mình cứ viết như vậy. Tiếp tục mình cộng với giá trị cực trì tại điểm x bằng 0. X bằng 0 thì các em được 3 cộng với 1. Nhân bằng các em được giá trị 7/2. Vì chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Bây giờ tiếp tục thầy làm câu số 5. Đồ thị của hàm số này có bao nhiêu điểm cực trì? Thì bây giờ chúng ta cũng đi tìm đạo hàm hàm số này thì có bao nhiêu nghiệm thì có bấy nhiêu điểm cực trì. Chúng ta sẽ trên cái đoạn hơi lớn một tí, bởi vì chúng ta có thể nghĩ rằng những cái nghiệm này nó hơi lớn một tí thì chúng ta có thể chọn từ âm 5 đến 5 để chúng ta xét. Chúng ta nhập máy tính lại, chúng ta trở về chế độ menu 8. Chúng ta tính đạo hàm của cái hàm số trị tuyệt đối đó. Shift đạo hàm ABS, shift ABS, x mũ 4. Chúng ta quan sát trừ 8x mũ 3, shift x mũ 3 nằm đây cả. Cộng 22x bình phương. Tám x của 3 thầy nhập ra ngoài dấu đồ hàm mất rồi. Như vậy là chỗ này thầy nhập nhầm mất rồi. Thầy sửa lại thì nhé. Còn nằm trong trí tuyệt đối các em. Thầy nhận hơi quá tay một tí. Đây là x mũ 3, tôi sửa chỉnh lại một tí. Cộng 22x bình phương. Tiếp tục, trừ 24x. Cộng với 6 nhân căn 2. Chuyển qua chúng ta nhập x bằng x.
chúng ta kiểm tra lại hàm số được đúng chưa. X mũ 4 trừ 8 x mũ 3 cộng 22 x bình phương trừ 24 x cộng với 6 căn bậc 2 của 2. Như vậy chúng ta nhập xong rồi, chúng ta nhân bằng, chúng ta sẽ từ âm 5 đến dương 5. Chúng ta nhân bằng. Bước chúng ta lấy 10 chia bằng 4. Như vậy là bước này là bước 1 các em này. Một đơn vị chúng ta quay lại. Chúng ta lấy 10 chia cho 41. Bằng bước nhảy hơi thưa 0,2 đơn vị. Máy tính nó còn tính. Bây giờ chúng ta dò dấu y phải đổi dấu. Cứ một lần dấu y phải đổi dấu là có một cực trị. Âm. Âm qua dương là một cực trị các em này. Dương qua âm là hai cực trị các em này. Âm qua dương là ba cực trị các em này. Dương qua âm là bốn cực trị các em này. Âm qua dương tiếp là 5 cực trì các em này. Dương qua âm tiếp là 6 cực trì các em này. Âm qua dương tiếp là 7 cực trì các em này. Như vậy rõ ràng chúng ta có 7 điểm cực trì. Chúng ta chọn đáp án đó là đáp án C. Như vậy thì qua bài học hôm nay thầy được hướng dẫn các em cái kỹ thuật tìm điểm cực trì và cực trì của hàm số. Tuy nhiên cũng có những vấn đề mà các em cần phải quan tâm, đó là trong quá trình dò bảng các em rất cẩn thận, hoặc các em coi dạng cái tập chúng ta đã một xét để chúng ta xét cho chính xác. Như vậy thì video kế tiếp thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em một cái chủ đề tiếp theo, đó là viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực trị của hàm số bậc 3 thì viết như thế nào. Đây là vấn đề các em cần phải quan tâm. Nếu các em không nắm được vấn đề này thì rõ ràng trong đề bài kiểm tra thì em giải bằng phương pháp tự luận rất dài. Cuối cùng, thầy chúc các em sức khỏe, bình an. Và nhớ đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video kế tiếp của thầy. Thầy chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.